bán ngôi nhà mới xây sát bên chợ Bình Triệu, đường số 8 thì Bình Chánh, quận Thủ Đức. Thì với diện tích của ngôi nhà nó là 4 x 15.3, diện tích 61 m. Đúng không? Thì hiện trạng nó là một trệt, ba lầu, sân thượng, đúng không ạ? Đây, đây là ban đầu chúng ta sẽ đi vào tầng trệt. Còn có phòng khách, bếp, toilet. Đây, chúng ta sẽ đi lên cái tầng 1. Thì với hiện trạng nó là một trệt hai lầu, sân thượng thì có 4 phòng ngủ, 5 toilet. Sân thượng thì có thể là bố trí thêm phòng cũng được. Này, đó, phòng riêng, toilet giếng trời. Tầng 2 và lầu 1 và lầu 2 thì giống nhau về kết cấu. Này, thì với vị trí của cái ngôi nhà của mình á, thì cách nối với chỗ Bình Triệu này, thông đường số 6, đường số 8, đường số 10, thì kết nối qua bên có mắt Bình Triệu, liền kề với trường đại học luật, nhà thờ Fatima, sát bên cắt cái khu đô thị Vạn Phúc 500 m. Cách Phạm Anh Đồng, cách cầu Bình Triệu 500 m. Cách tung đây, hay là sân thượng. Ở xung quanh thì khu vực đồng bộ, nhà cao tầng. Đường vào nhà thì 7 m, hai xe ô tô né nhau. Quý khách hàng, các nhà đầu tư có nhu cầu liên hệ Bất Động Sản Mộc Hỏ 0902669004 để nhận được báo giá tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.